Lily Nguyễn sinh năm 1993, 1 tháng 6 năm 1993, chiều cao, 1,73 mưa siêu trước khi bước vào đờ phây thì Lily Nguyễn đã là một gương mặt thương hiệu nổi. Tiếng ở nước ngoài, Lily Nguyễn đã từng chinh chiến làng thời trang từ năm 17 tuổi. Lily Nguyễn được mọi người biết đến cùng với một cuộc thi đờ phây và Lily Nguyễn đã thật sự rất tỏa sáng. Không chỉ là sự nổi bật của một cô gái đầy cá tính, mạnh mẽ và rất tăng động. Và cô nàng còn là một thí sinh rất có tiềm năng sẽ hứa hẹn có một bứt phá ở trên con đường trinh. Phục mọi thử thách, Lily Nguyễn có mẹ là người Việt còn bố là người Canada cho nên cô đã sở hữu một gương mặt lai rất là quyến rũ. Cô sinh ra tại Cần Thơ, tuy nhiên lớn lên ở Canada. Nhưng Lily Nguyễn lại không chọn Canada để làm nơi lập nghiệp của mình mà lại quyết tâm tìm cơ hội để phát triển tại thị trường châu Á, bắt đầu với nghề người mẫu ảnh tại Thái Lan vào năm 17 tuổi. Khi cô 17 tuổi, Lily đã phải tự mình qua Thái Lan để ký hợp đồng làm người mẫu quảng cáo. Tiếp đến cô lấn công qua thị trường Hong Kong. Vào năm 2014, cô đã trở về hoạt động ở Việt Nam và đầu quân cho công ty ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Và năm 2015, Lily đã đóng vai trò là một thí sinh của một chương trình điệp vụ tuyệt mật. Sau thời gian 7 năm hoạt động ở trong nghề, Lily đã vốn biết đến là một gương mặt thương hiệu sáng giá nhất và đã có trong tay rất là nhiều hợp. Đồng quảng cáo cùng với các nhãn hàng lớn, ở The Face năm nay, Lily đã được đánh giá là một thí sinh rất giàu kinh nghiệm nhất. Tính cách thì vui vẻ, tăng động của cô cũng đã làm nên rất nhiều điều thú vị cho chương trình. Năm 2013 Lily đã lấy danh nghĩa để đại diện Việt Nam đã đi đăng ký tham gia vào một chương trình truyền. Hình thực tế về người mẫu được mang tên Supermodel Me. Vượt qua rất nhiều đối thủ sừng sỏ. Và Lily đã lọt vào được top 4 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải năm đó. Và cũng từ đây sự nghiệp người mẫu của cô đã bước sang một trang mới khi mà Lily đã được nhiều người biết tới hơn. Năm 2014, cô đã về Việt Nam và đã từng đầu quân vào công ty người mẫu Venus chịu dưới sự quản lý ông Bầu Vũ. Khắc tiệp tuy nhiên cũng chỉ hoạt động vào một thời gian ngắn. Cô bắt đầu bước chân vào một thế giới người mẫu tại độ tuổi còn khá là trẻ. Lily đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công nhất định. Trước khi cô đăng ký tham gia vào The Face Việt Nam cùng với hy vọng rằng trở thành gương mặt thương hiệu ở Việt Nam thì cô nàng không được khán giả châu Á giòn nhận nhiều. Đặc biệt là khi cô ở Thái Lan nhãn mặt khi mà xuất hiện rất đều đặn ở trên sóng truyền hình qua. Những quảng cáo giới thiệu các sản phẩm ní gương mặt rất ăn hình cùng với nét diễn rất tự nhiên khiến cho Lily được những thương hiệu đã chọn mặt gửi vàng. Đó cũng chính là một lý do mà khi thấy cô rất nhiều người cứ ngờ ngỡ là đã từng nhìn ở đâu rồi mà. Không thể ngờ rằng cô nàng này đã xuất hiện ở trong các đoạn quảng cáo rất quen thuộc hàng ngày mà chúng ta sẽ monster https www.facebook.com gạch chéo l i -l, l l t n -g u e n n